Hello và xin chào các bạn. Hôm nay tớ là Thuyên Minh đây. Hôm nay tớ sẽ chơi game xếp thứ tờ 2, nhưng lần này tớ sẽ làm phần 4 nha các bạn. Các bạn ơi, mới đầu vô tớ quên nói là nhớ đăng ký kênh subscribe, đăng ký subscribe nha các bạn. Này đó, like nè, bởi tớ cái này lắm, tớ cũng thích cái này các bạn. Tốt 2.000 mấy lận. Ồ, ấy là 50 kho. Ủa, không biết nữa. 50.000 điểm lận các bạn ơi. Quá ghê luôn. Ồ, bùm bùm bùm. Cái này là anh em bảo vệ tớ đó. Đó, anh em bảo vệ tớ rất hăng say bảo vệ luôn á. Bởi vậy lắm hồi tối cũng chết rồi các bạn ơi. Rồi đâu mất tiêu rồi. Ở đây. Tiếp tục nữa. Ở đủ rồi đó. Thành hai cái cánh rồi đó các bạn ơi. Ồ, nó quá mạnh luôn các bạn. Tớ thích con này lắm nha. Các bạn nhớ thích thì có thể nhấn like cho tớ. Ồ, cái này tớ chết chưa không? Tớ không có chết. Tưởng tớ chết chưa. Ôi, mém chết luôn. Cái lên xài skill không? Chắc không nên đâu. Ê, đó, tôi xài skill luôn. Đây đây, ú gà, bắn một vài phải là chết liền. Đó, chỉ cần đi hoài vòng bình trái đất thôi, 100 vòng, 1.000 ngày vòng danh trái đất, nhưng cái này nó chắc chắn phải là trái đất rồi. Ồ, nó tính bảo vệ hả con? Làm sao bảo vệ được anh? À, tao nha các bạn. Bụng mớ đâu vô nữa nè. Ở đằng trước một em đi. Ủa, có một đạn vậy. Chẳng hay gì hả? Ủa, có đạn à, gà quá các bạn ơi. Nhưng tao cũng có thể làm. Ủa, boss hả? Boss thì boss xin luôn. Boss thì boss xin luôn rồi. Bác hả? Bá thì cho đi bá luôn. Ô bá nó bắn nhanh hơn các bạn ơi. Tụi tớ bắn lại lần nữa coi nè. Ô nhưng tớ cái này nó ảo ma cô lú rồi, chết luôn rồi các bạn ơi. Tớ chết là chết chắc rồi. Ok luôn, được hồi máu rồi các bạn ơi. Tú bên kia rồi hả? Rồi chết tớ rồi bạn ơi, tớ phải dùng tiền treo sờ cu studio đó. Studio sẽ giúp chúng ta nha các bạn. Ôi rồi gà quá. Ôi rồi gà quá em. Ôi rồi còn ngon lắm. Cái máy cái này cũng là đồng đội, nhưng đồng đội này gì? Ác độc. Sự kêu nó sẽ ra trong vòng mấy trăm tiếng nữa. Nó chỉ cho ra sự kêu. Anh em sự kêu đang rất hăng say chiến đấu, nhưng cũng sẽ không đấu lại đâu. Xoạt ghê hả? Xoạt ginh luôn. Đùng nè. Đùng đùng đùng. Xoạt ginh nữa. Đó, xoạt ginh bắn. Ôi, mém chết luôn các bạn ơi. Cái cục sừng xanh là cái cục power. Phải lấy thôi. Các bạn ơi không được rồi. Tớ còn có tí mạng à. Bụng về sổ kêu. Đúng rồi. Qua đây. Đồn đồ. Quá trời luôn rồi các bạn ơi. Một phát chết liền. Bác một cái hả? Hay là bác cái này? Tớ lại muốn chọn cái này thôi. Ôi, mép trúng đạn. Mình giỏi lắm con trai. Mình tới tay chiếc A anh rồi. Phải đến 16 đạn. Không, 16 lận đó bạn ơi. Ôi, no. Mém chút xíu nữa là tiêu ơi. Đó, giờ hết tèo được rồi nha em. Ôi, các bạn ơi, quá
trời luôn. Ồ đây, mười mấy. Quá đã. Tôi sẽ chọn cái này. Ơi, đang có rất nhiều đạn. Băng đạn còn rất nhiều bạn. Nó cũng bị bên đất rồi. Oh my god. Nó này quỷ nha bạn. Nó này quỷ lắm nha các bạn. Đó, nó phóng mấy tia đạn sida. Còn cái thứ tớ thích nhất là một cái thứ rất hay nữa. Tớ tên là không thấy nữa. What? Đó, tớ thích cái tớ thích cái bơm á, bơm nó mạnh lắm. Cái này nó cũng đã rồi. Wow, quá trời anh em để tản đây này 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 con mồi đó nọ. Con mồi này nó đến rồi. Ô mi hả? Giờ thì nó ra còn nhiều con kia hơn nữa. Tớ sẽ không bao giờ trúng con kia luôn. Da đồ một phát chết hết. Ô boss nữa hả? Boss hoài cho sử dụng skill luôn cho bảo vệ ta. Tốt lắm. Tôi sẽ chọn cái này để có thể phòng thủ tiếp. Thì cứu mẹ em chút xíu nữa từ. Xin là xin vĩnh biệt cụ ở các bạn ơi. Chọn bá đây, bá là ô mà ha, cục đạn bắp quá à. Ồ đúng rồi, nãy tôi không sử dụng cái kia. Đó, nhìn này, đó, một phát, một vòng, ta đa, con môi tiền. Đó, sẽ bảo vệ chúng ta trong tích tắc. Oh no, chắc không bao giờ được đâu. Quá, trời ơi, đẹp quá các bạn ơi. Rôm nữa hả? Cái gì mà rôm nhiều quá vậy? Càng tốt chứ sao? Nữa nè, đồ. Boss nữa nè, boss 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 nữa nè, boss 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 ha ha ha. Nó đã vô được cái này thì tớ xử lý mấy thằng kia đây. 8.000 mấy rồi, có phải xử lý. No, các bạn ơi, nó bu thành thành gì luôn rồi các bạn ơi. Skill ready hả? 5 start càng tốt, nếu như mà cộng thêm mấy cái này nữa là đã cực kỳ, very good, cực kỳ luôn á. Nấu là có liền đó, một phát bùm 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 luôn. Bùm 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 bùm. Đúng rồi, cố lên anh em, sẽ bảo vệ chúng ta. Sự kiếp nó đi. Đúng rồi, tớ phải sự kiếp thôi các bạn ơi. Tại sao? Bởi vì nó không có cái kia, giờ nó có rồi thì tớ phải xài. Anh em bự ơi, đi ra. Mà anh em bự cũng trâu á nha các bạn. Và nó chết cũng sớm lắm. Tu đi. Đùng. Để tôi xem coi. Mấy cái con nhỏ nhỏ à. Có ai bên kia dám cản đường đa không? Ôi rồi, mình nó cục quá dữ luôn. Phép thuật Enchantress xuyên qua. Cái tập hình cho tiết của tớ quá hay luôn các bạn ơi. No, bạn ơi. Sư cu bá xin nu bông 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 năm bông bê đen. Đây nữa nè. Không có cái cục kia rồi. Tôi sẽ chơi cái này thôi, thử rồi. Tè đèn quá trời đã luôn các bạn ơi. Nữa hả? Boss nè, boss luôn. Nói boss tự nhiên có xu quá. Ôi rồi. Xíu quá. Kỳ nha các bạn. Các bạn ơi, cái này nó cũng hơi bị chơi cực kỳ gì ta, cực kỳ
rồi hót luôn á nha các bạn, hót lắm mà tôi giết được mấy tỷ thằng bò đó các bạn, thấy ghê chưa? Skill để có thể bảo vệ thì tôi phải ẩn skill đó, skill không ra anh em thì tôi không cần đó, skill đang bớt bự to xác đó, một anh em skill. Ôi rồi ôi rồi các Ba mẹ muốn chạy bạn ơi, bồ ơi được luôn, tớ sẽ xài sự kêu mãi mãi thôi đó. Tiếp tục nè, sự kêu nó không cho sự kêu. Ô mà sự kêu cũng đúng mạnh luôn nha các bạn. Ôi ôi mất máu rồi các bạn, sự kêu ơi tại sao tôi lại trả thù ta, tôi có làm gì bậy đâu nữa nè, đồn bụng liền. Ô quá trời sự có luôn rồi. Ôi đồ, ôi mẹ em chút xíu nữa ừ rồi. Ôi trời ơi sao bạn lại giết tôi mà bạn không xin phép tôi nữa nè, trời tớ còn trúng một phát nữa thôi là tức chết liền nha các bạn, chứ không có sống nữa, tớ sẽ rời khỏi game ngay. Họ xin đi, đúng rồi chết rồi các bạn ơi, tớ chuẩn bị chết là cá chắc rồi, tớ phải đi lúc rồi thôi. Út ủa không chết hả, ủa không chết hả trời, bùm luôn bùm 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 hai sừ cờ rớt đó đây đây đây, rất tăng và tớ chuẩn bị chết rồi, tớ phải đi đồ hoàng với hai tên đồ hoàng thôi. Quá tôi sẽ không đầu hàng đâu, bởi vì đầu hàng nó sẽ uổng lắm, uổng công sức của tôi lắm á. Uổng công sức của tôi để giành được bao nhiêu lâu nay, cái đồng hồ của tôi là cái đồng hồ rất xịn nha các bạn, nó có thể rõ sau khi tớ ăn cơm xong thì mẹ làm gì đó, một bốn ngày mấy năm chu sư tá tiếp không cho cái kia các bạn ơi, này giống cái này đó, người ta đang chơi cực kỳ hay năm sư tá hả, nếu ao tàu thì sao, ủa 1 2 3, ủa 1 2 3 4 5, ok tưởng gà lắm, đáng một em nữa skill anh em cố lên, đang tấn công rất hăng say để có thể anh em này muốn chết lắm, đây một em nữa đó, muốn xịn hơn nữa thì tớ phải cho nhiều súng, cho cái gì cần thiết thôi đó, chết đi nữa nè, đùng 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 nó rồi tớ chết thì rồi các bạn ơi, tớ tiêu rồi tớ tiêu rồi. Ồ không phải cái gì hai bát nè, ra đi ổn đâu rồi, ổn đâu rồi, con sẽ chết rất sớm thôi. Ông mà là tớ không có chết, được sự ra mấy em bự để chiến đấu phụ tớ nha các bạn. Ôi sao chúng đạn nhiều của nó nhiều thế, tớ không muốn chết lần nữa đâu. Teddy đã xong, tớ đã hoàn thành xong, chắc không sai đâu. Đó ở rốt này là tớ hết lắm, lúc đầu tớ tưởng là nó tâm mấy cái con kia à, ai ngờ nó không có tâm,
Cái này tớ thích chuyện này lắm cho nên tớ mới ra tập 4 luôn á nha. Ủa rồi nó chết luôn rồi đó bạn ơi. Anh em bự ra đi. Ồ mà ra cũng nhiều nhá. Ra ít là ăn đập đó nha. Ôi ôi, mém đai rồi các bạn ơi, mém đai luôn luôn. Còn mém đai thì còn các bạn. Tớ đai thiệt rồi. Hãy chúc lời xin la xin vĩnh bịch cụ cùng tớ đi. Đó, khỏi đài luôn. Đùng nè. Cũng nó mém tèo à. Ô mém tèo rồi. Tưởng tèo sớm lắm, ai ngờ tèo trễ lắm. Bé bự đi ra. Hồi máu xong rồi đi ra ma lên. Ui ui. Rồi trúng hai đạn luôn các bạn ơi, chứ không phải trúng một đạn không đâu. Đụng liền có phần này. Không sao các bạn ơi. Tớ đang có rất nhiều cái rốt đi, tớ sẽ gọi là cái rốt bởi vì nó rất là dễ chữa rọ. Và chữ này thì tớ đang phi hết tất cả vào nó, không cho nó chạy thoát. Ở đây có đá ngu si. Ôi hết rồi hả? Hết bên kia rồi hả? Hết bên phải rồi. Nó hết cho bên phải rồi. Anh em ơi theo dõi màu xanh đâu rồi? Ui ui mém trúng bu nữa. Cục màu xanh cảm ơn anh em đã dẫn đường nha. Bác một em hay là đây? Chọn bác một em đi. Ồ, quá trời cục rồi đó bạn ơi, là tớ sẽ win. Phần này là 50 ngàn thôi. Để có thể mở được một thứ nha các bạn. Tớ giống như là nó hardcore nha các bạn. Đó nữa nè. Ông đúng. Đó, ô nữa nè, gà quá. Ủa đùng 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 nữa ha 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 ha. Hôm nay tớ sẽ chơi. Ui rồi chết u tàn đen 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 đùng đu 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 đi 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 tao không biết tớ đang hát bài vậy luôn á bạn ơi. 3 ngàn mấy siêu cóc coi. Ủa đạn bự đâu mà bự dữ vậy anh em? 22 quá đến 22 lận hả? Bom 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 liền. Ăn của tỏi liền nữa nha các bạn. Đến gần thằng này là ăn của tỏi liền. Ngậm của tỏi chứ quên. Nữa nè. Nó ra rất nhiều anh em của ta. Bảo vệ ta. Ủa nó bảo vệ cũng ghê nha. Ui rồi tới. Ui không, tao không chết. Mày nó chết chưa? Tao không chết. Một phát chết mấy trăm con luôn. Ủa sao tớ không ứng ao tàu như ta? Tớ bị ngu rồi. Nó tâu là rập sình luôn. Tớ không bắn. Thật là kỳ ha các bạn. Anh em tớ còn có con bự à. Tớ sẽ chọn cái này. Bởi vì nãy giờ tớ chưa có cái kia. Trong đoàn thì sẽ có con nào? Trong đàn thì sẽ có con này. Con này là con nào? Ui, hai con boss luôn hả? Không, boss kia chết rồi. Để đi theo mấy anh khỏe và mạnh này. Nữa nè. Đó, giờ mạnh rồi đó bạn ơi. Nhưng người ta không cho cái phần chính đó nha. Phần chính người ta không cho. Không biết nguyên nhân tại sao người ta không cho nữa. Ui, bi đi. Bi đi, bay mau đi.
Bay mau đi các em ơi. Các bạn ơi, tớ cũng sắp nghỉ hè rồi nha các bạn. Các bạn ơi, tớ sẽ chúc các bạn nghỉ hè. Ôi, các nghỉ hè của các bạn mạnh khỏe nha. Ủa trời, tớ chỉ chơi chúc Tết luôn nha các bạn. Quá trời đạn luôn đó ba ơi. Rồi, chết rồi. Tớ sẽ trúng và chết thôi. Trong vòng tích tắc, 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 tích tắc luôn á. Nó bị gì rồi các bạn ơi, tớ không. Rồi 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 rồi, cơ hội đó nữa đây. Tích tắc 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 ơi. Ôi y à y ấy y ấy y y e. Ôi ôi, ủ tớ no. Đúng rồi anh em, cản trở cũng dữ đấy mà anh em. No, 9.200 sự có 5 BT thôi. Giờ tớ sẽ chọn cái này nha. Bơi tớ sẽ chọn nữa. Tớ thấy cái này tù tùm lum luôn. 5 RT thì tớ sẽ chọn cái ở đằng trước càng tốt chứ sao. Bùm 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 bùm. Đằng trước một mà. Đâu rồi, có hả? Quá. Bùm 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 bùm. Một trâu rồi, sao một hoài vậy? Sẽ có cái chat đuổi sau lưng tớ thôi. Đi đâu là có cái chat đuổi sau lưng. Hai. Hai rồi các bạn ơi. Càng tốt. Đó. Đó, tôi thích cái dụng cụ này lắm luôn á các bạn. Bơi nó nổ banh cà lành nhà luôn. Ô rồi khỏi biết được con nào luôn. Nữa nè đó, đó sẽ cho gặp con boss thôi coi. Boss đâu, ra mặt đi, đồ nhét đi ăn nhét nhét nhét. No. Nữa nè boss này, boss nè, hạ gục boss trong vòng 3 giây. Thử thả của con này nó quá một phát là vài phát rồi, chết ơi ra vậy tôi. Tưởng giống xa là ngầu hả, nằm mơ đi em, làm sao để giống được anh hả. Giống được phải cực lắm á em ơi. Ủa anh sẽ không sử dụng skill coi, tớ sẽ không sử dụng skill thử coi nha các bạn. Đó sẽ không bao giờ chết đâu. Chọn cái này càng tốt chứ sao, nó sẽ chết thôi. Trong vòng tì tạc đồ. Đó đó đó, nó chết sớm lắm. Nó cũng sẽ không đấu lại tớ đâu, bởi vì tớ quá trâu rồi. Ủa nãy giờ là một à, đã bốn rồi hả? Bốn gì nhanh dữ vậy? Bốn rồi hả? Gì nhanh ghê. Năm rồi, đủ rồi các bạn ơi. Một hai ba, một hai là bốn mà tôi có ba. Giờ tớ, các bạn ơi, tớ sẽ tìm cục engine nha, không cục power. Boss hả? Boss cho mày. Ui ui, hai con quá mạnh luôn nhá. Con coi lấy auto đỡ đi. Boss nè, boss vài tích tắc trong 3 giây để chết rất sớm. Đó, nữa nè, đồ
3.000 mấy rồi. Để tôi sẽ xoay là xoay vòng tròn. Nô xoay vòng tròn chắc không có ổn. Tôi sẽ chớ trong vòng vài phút thôi các bạn à. Hãy nói tạm biệt Thế Minh. Hãy nói lại coi, tạm biệt Thế Minh. Trong tình thế này Thế Minh không tạm biệt được nữa. Đó một phát đừng mấy luôn rồi. Úi đùng nè, đâu rồi, đó anh em gà quá rồi. Đó gà chưa, quá gà luôn nha các bạn. Ô boss nè, boss lũ cái đích ra rồi. Lũ cái đích ra mà không sợ bị ngại là sao? À boss này tao biết nè, tao biết nè, boss này gà lắm á. Bắn hoài phá là chết. Ô sao toàn con bự không vậy? Ô mi ngon á, mi ngon lắm mới chơi mấy con bự không á. Chứ ta là không sợ đâu nha. Đó, một phát là chết cả lèo luôn. Bác một em nữa hả? Ok. Ủa, bác nãy giờ chưa có luôn. Mà bác cũng làm gì nhanh lắm luôn á. Cực kỳ nhanh chứ không phải nhanh bình thường. Tu ru nhiều quá các bạn ơi. Tớ sẽ chơi tiếp chừng nào nó thua. Ồ, nó sẽ ra quá trời cái cục xanh luôn các bạn ơi. Nữa đâu, nữa đâu, nữa nè. Ủa bầm 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 bầm, nó sẽ hỗ trợ thôi. Bầm 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 bầm. Boss nữa, boss gà Sida không, không ra boss quá nhiều. Cực kỳ boss thì sai sao? Thì mấy bữa 20.000 quá trời boss, tôi bí luôn á. Tôi bí bởi vì nó quá trời boss luôn á. Cực kỳ khó chơi cái màn đó luôn. Giờ tớ sẽ chơi thử đến 50.000 coi nha. Thế ra được cái con gì tớ sẽ xem coi. Ồ mày á mày. Mày bắn pháo chứ anh hả? Mi bắn pháo cũng chẳng được chi đâu. Nó tu nó đi, tu nằm luôn bộ. Ôi, quá trời đạn rồi các bạn ơi. Cái kêu là nó dần mà nó không chịu các bạn. 7.000 rồi các bạn ơi. Tu quá nhiều. Bởi vì tớ chơi kinh lắm. Chắc hồi 8.000 luôn á. Tớ sẽ bác một cái. Đúng rồi, đúng rồi. Ôm chứ mẹ thế số ba chứ là chỉ số ba chứ mẹ. Giờ các bạn ơi, mà hôm bây giờ là mấy giờ tớ cũng không dám nhìn luôn, bởi vì tớ đã chết rất nhanh. Ô bây giờ còn vài phút nữa là tớ sẽ phải tắt thôi các bạn ơi. Nhưng tớ sẽ ngừng video trong vài phút nữa nha. Có thể tải này trong đâu cũng được. Đó. Ủa nó không ngừng luôn á bạn. Nhưng hôm nay tớ sẽ skip để tớ có thể chết nha. Đúng rồi, một eo ổ hóng. Con này cũng khó chết lắm đó bạn ơi. Khó chết lắm. Không biết chừng nào mới chết được nữa. Có viên đạn đó đâu mà chết. Thời cơ của anh đã đến. Chết đi. Đúng rồi một em. Ủa rồi. Thôi giờ tớ phải cần chết. Đúng rồi. Chết đi, chết đi. Chết đi. Sao không chết? Rồi xong, chết đi. Chết đi. Đúng rồi. Rồi thôi tắt. Tắt. Tớ nghĩ tớ nên không chết bởi vì quá trời cái cục kia rồi. Ấn sự kêu cho nó bảo vệ tớ rồi. Không, tớ không muốn chết. Tà đen, tà đen, tà đen, tà đen.
Tôi sẽ xài cái con này thử coi nhớ vậy. Này cũng không có gì lạ đâu. Để tới dùng tôi. What? Sự kia là đóng băng. Gà quá à, tao không thích đâu. Tôi nói là tôi không thích. Đúng rồi, giỏi lắm con trai. Tôi sẽ chơi cái màn này nữa. Nếu như tớ thua tớ sẽ tắt. Tặng chủ quyền Việt Nam. Thêm một em nữa. Đó, 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 đó. Thôi các bạn ơi, tớ chơi rất là kết thúc rồi. Goodbye các bạn.